Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Sóc Cò TV. Hôm nay là ngày 16 tháng 8 2020, mình tiếp tục mình chia sẻ cho các bạn hồ điệp giống để về các bạn trồng các bạn nhé. Trước mặt các bạn đó chính là những cây hồ điệp tơ hàng đại, chưa ra bông bao giờ cả đó. Thì bây giờ chúng ta trồng, bây giờ đến khoảng thời điểm là tháng 10, tháng 11 đấy, là các em sẽ có khoảng độ là thêm hai lá nữa, tức là có thành 6 lá. Thì bây giờ chúng ta sẽ cho ra bông và sẽ kịp giờ Tết Nguyên Đán này các bạn nhé. Một giò này bên mình bán với giá là 45.000, chỉ có 45.000 mà thôi. Các bạn trồng một lần, các bạn chăm thì những cây hồ điệp tơ khỏe này nó sẽ theo suốt các bạn trong cái vòng đời của cái cây hồ điệp này, có thể là 15 cho đến 20 năm các bạn nhé. Thì bữa nay về có tất cả là có 10 màu khác nhau, mặt bông mình sẽ để góc màn hình cho các bạn để tiện các bạn theo dõi. Cây rất là đẹp, màu khác nhau, lá khác nhau. Các bạn xem bộ rễ này. Khi mà mua lan mình khuyến khích các bạn là chúng ta phải lên kiểm tra cả bộ rễ nữa nhé. Đó, về các bạn có thể bỏ 2 phần 3 rễ ra ha. 2 phần 3 cái rễ ra và 1 phần 3 rễ để lại. Mình có một bài làm rất là chi tiết về cách trồng hồ điệp, các bạn có thể là vào trong kênh xem cách tham khảo nhé. Đó, cây hồ điệp rất là đẹp. Các bạn thấy lá khác nhau không? Đó. Lá khác nhau. Cây khác nhau, lá nó sẽ khác nhau nhé. Cây thì khoảng độ là từ là 4 lá trở lên. Cây khoảng 4 lá trở lên các bạn nhé. Đó, các bạn thấy lá khác nhau. Có một cái cây màu tím này, nó sẽ nhỏ nhỏ chút xíu so với cả hai cái cây màu trắng và cây màu hồng. Đó. Thì 10 màu khác nhau mình sẽ để góc màn hình các bạn. Nếu các bạn mà mua 10 cây thì mình sẽ bao ship cho các bạn nhé. Nếu mà các bạn mua 10 cây thì mình sẽ miễn tiền ship, chỉ có 450.000 mà thôi. Khi các bạn đặt hàng đấy thì các bạn hãy xem thật là kỹ giúp mình nhé. À, bây giờ mình sẽ đo cho các bạn xem này. Các bạn để ký đây là những cây hồ điệp đại, các bạn để ký này, cái lá dưới nó sẽ nhỏ hơn cái lá thứ hai và cái lá thứ ba nó sẽ dài ra tẹo nữa. Các bạn để ký này, lá nhỏ này, lá trung này, lá đại này, nó sẽ dài ra như này. Cây này thì lá dài 20 cm, mà đây là màu trắng này. Rộng 8 cm này. Còn cây màu hồng thì sao? 18 cm này. Bạn nó rộng là 6 cm. Đó. Còn thử cây màu tím xem nào. Cây màu tím thì lá dài khoảng độ là 15 cm. Bạn nó rộng là khoảng 8 cm. Đó. Rễ em rất là đẹp. Không phải cây nào cũng như cây nào các bạn nhé. Cũng có cây đẹp, cũng có cây xấu, cũng có cây màu này cây màu khác. Dễ cây màu hồng thì dễ là đẹp hơn cây màu trắng. Hàng tất cả mình đã cắt nước nhé. Thì khi các bạn mà nhận hàng đấy, tất cả những đơn hàng đi thì mình sẽ bọc báo như thế này này, mình bọc báo như thế này đây, mình sẽ bọc báo như thế này để hạn chế, bởi vì cái cây hồ điệp của chúng ta nó rất là yếu, đây là hàng công nghiệp mà hồ điệp nó rất là yếu, nên mình phải bọc cẩn thận để cho cây của các bạn nó đỡ bị hư hại. Và khi các bạn nhận hàng, các bạn chỉ cần bỏ tờ báo ra này. Đó. Các bạn xem cây đẹp thì các bạn lấy nhé. Mình không cần các bạn chuyển tiền trước, không cần, chỉ cần các bạn đọc tên, địa chỉ, số điện thoại, mình sẽ gửi lan tận nhà cho các bạn. Và khi các bạn nhận hàng, các bạn cứ khui ra như thế này này. Đó. Cây lan nó đẹp thì các bạn lấy và thanh toán tiền giao cho shipper giúp mình nhé. Nó rất là đơn giản thôi. Không cần phải chuyển tiền trước, bởi vì bây giờ ấy, thị trường lan nó rất là phức tạp các bạn ạ, lừa lọc nhau rất là nhiều, nên mình các bạn nào mà mua lan ở chỗ nào mà nó có chỗ nào mà họ không cho các bạn xem xả hàng này, chỗ nào mà họ không bắt các bạn phải chuyển tiền trước đấy, mà mua được có vài giò lan mà bắt các bạn phải chuyển tiền trước thì các bạn phải thật lưu ý đến trường hợp đấy nhé, bởi vì đấy là trường hợp là dấu hiệu của sự lừa đảo. Thì còn đây là những cái cây này là những cây cho dù là 4 lá chăng nữa nhưng mà nó đã cho ra ngồng này các bạn này. Thì đối với trường hợp này thì mình khuyên các bạn là mình ngắt cái ngồng đi nhé, ngắt ngồng đi, chúng ta để nuôi em ấy thêm một độ 2 lá nữa thành 6 lá, thì 6 lá của ấy nó sẽ ra cái ngồng sẽ bự hơn như này rất là nhiều, chứ còn đâu nhỏ như này chúng ta không nên nuôi nhé. Đấy các bạn thấy cái cây nhỏ như này nó đã cho ra bông rồi, cây rất đẹp. Dễ này. Đó. Số lượng chỉ có giá mình chỉ có bán là 45.000 mà thôi các bạn nhé.
mình chỉ chiêu sưu hao tầm những cái hàng tơ, hàng khỏe mạnh để cho các bạn về các bạn trồng, để cho cây sẽ cho ra bông và theo suốt chúng ta một thời gian dài, chứ mình không có sưu tầm những cái cây mà nó yếu hoặc là rẻ tiền thì các bạn trồng nó chăm nó rất là khó. Các bạn thấy đấy, các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất nhé. Hôm nay mình rất là bận, giờ phải đóng hàng trả cho gần trăm đơn đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.